bữa sáng truyền thống thường không đủ chất. Bữa sáng chỉ đủ chất khi có thêm sữa bột dinh dưỡng ngũ cốc cô gái Hà Lan mới. Chắc hẳn là bạn đã nghe điều này đến lần thứ N trong đời, rằng bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Rằng thì là bữa sáng khởi động quá trình trao đổi chất, giúp đốt cháy calo trong cả ngày dài. Bữa ăn đầu tiên này cũng cung cấp cho bạn năng lượng cần thiết để mà hoàn thành công việc và tăng sự tập trung. Ăn sáng là cách hữu hiệu để kiểm soát cân nặng, ngăn nguy cơ bị bệnh tim mạch và tiểu đường, bla bla bla. Thế nhưng có thật là như thế hay không? Người ta nói bữa sáng quan trọng nhất, thế nhưng nhân loại ăn bữa sáng từ bao giờ? Và ăn gì vào buổi sáng? Những nghiên cứu nào nói với chúng ta rằng bữa sáng là quan trọng nhất? Và chúng có liên quan gì với người đàn ông này? Tôi là Củ Động, và hãy cùng tôi vén màn cho marketing ma quỷ nhất của thế kỷ. Câu đầu tiên cần hỏi, đó là rốt cuộc bữa sáng là cái quái gì vậy? Tại sao chúng ta lại nghĩ một ngày phải ăn đủ 3 bữa? Người da đỏ châu Mỹ bản địa, những người đầu tiên đụng độ thực dân châu Âu đến khai phá tân thế giới ấy, bữa ăn của họ phụ thuộc vào nguồn thức ăn có sẵn không, và còn tùy theo mùa nữa, chứ không có một thời gian cụ thể nào trong ngày cho mỗi bữa ăn. Người La Mã cổ đại thì có tên cho cả 3 bữa ăn trong ngày, thế nhưng họ chỉ ăn no, uống say vào bữa tối, chứ không phải là bữa sáng. Cho đến những năm 1500, người dân châu Âu vẫn coi bữa sáng là bữa cho người già và người ốm. Bữa sáng có lẽ chỉ trở nên phổ biến ở phương Tây kể từ thế kỷ 17 và cách mạng công nghiệp lần thứ nhất. Người dân cần phải điều chỉnh lịch sinh hoạt để phù hợp với hoạt động sản xuất kinh tế. Và thế là người ta bắt đầu chia ra 3 bữa ăn trong ngày. Một bữa ăn vào sáng sớm để tăng cường năng lượng, một bữa ăn vào giữa ngày để có sức làm nốt buổi chiều, và một bữa tối để tích trữ năng lượng cho đêm dài. Và tiếp theo, chính xác thì ăn sáng là ăn gì? Không ai có câu trả lời cho câu hỏi này. Ở Việt Nam chúng ta thì có phở, bún, bánh mì, bánh bao, bánh cuốn, xôi, cháo, trứng vịt lộn, bánh giò, bánh chưng, bánh rán, bất kỳ thứ gì mà bạn có thể nghĩ ra. Mỗi quốc gia, mỗi nền văn hóa khác nhau lại có cách ăn sáng khác nhau. Nói cách khác, không có một định nghĩa cụ thể nào về bữa sáng. Một bát phở nóng hổi, đầy đủ cả bánh phở, thịt bò và rau xanh chắc chắn là rất khác với một bát ngũ cốc tắm trong sữa nguội. Vậy thì tại sao người ta lại cố nói với chúng ta như thể bữa sáng là một khái niệm bất biến? Và bạn biết ai không ăn sáng không? Người đàn ông này. Và xin giới thiệu với các bạn, người đầu tiên nói với chúng ta rằng bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Lena Cooper, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ kiêm đồng sáng lập Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng đã viết thế này. Theo nhiều cách thì bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày vì đó là bữa khởi động một ngày dài. Bài viết đó được đăng trên tạp chí Good Healthy. Thế nhưng cho bạn biết nhé, Good Healthy cũng được biên tập bởi tiến sĩ John Harvey Kellogg. Kellogg, giống như là ngũ cốc Kellogg á. Ừ thì còn ai trồng khoai đất này? Tiến sĩ John Kellogg chính là người đồng phát minh món bánh ngô cho bữa sáng cùng với em trai là Will Keith Kellogg. Thế nhưng trước khi bắt đầu kinh doanh ngũ cốc, hai quý ngài này đã cùng kinh doanh một thứ khác. Nó được gọi là thánh địa Battle Creek. Đại loại là một dạng trung tâm chăm sóc sức khỏe, nơi mà đám người giàu có đến để trải nghiệm cái gọi là cuộc sống sinh học, tắm muối, điều trị bằng ánh sáng, mấy cái máy tập thể dục kỳ dị, kiểu vậy. Vào năm 1989, John Kellogg phát minh ra món bánh bột ngô. Thế nhưng Kellogg cũng là một bác sĩ cực kỳ mộ đạo, người tin rằng tự sướng là một tội lỗi xác thịt. Ông định ra một chế độ ăn nhạt nhẽo, bao gồm bánh bột ngô để chữa tội tự sướng. Vào năm 1906, em trai của ông là Will Kellogg đã lăng xê món bánh bột ngô đến mọi người, mọi nhà. Và đến năm 1917, chúng ta có bài báo khét tiếng tuyên bố bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất. Kể từ đó, các nhà sản xuất ngũ cốc đã sử dụng khoa học như là một vũ khí lợi hại nhất để thuyết phục người tiêu dùng tin rằng bạn phải ăn sáng và hãy ăn ngũ cốc của chúng tôi vì chúng vừa đầy đủ dinh dưỡng, thích hợp để làm bữa sáng, vừa nhanh gọn nhẹ. Điểm chung của rất nhiều nghiên cứu loại này đó là chúng chỉ tập trung khiến cho bạn tin vào tầm quan trọng của bữa sáng mà không hề đề cập đến việc người ta ăn gì vào bữa sáng. Và ngạc nhiên chưa, hầu hết đều được tài trợ bởi các tập đoàn dường như là rất quan tâm đến việc bạn có ăn sáng hay không. Ví dụ như là đây, đây này, và đây nữa này. Ok, tôi sẽ nhóm các thể loại ngũ cốc, hạt dinh dưỡng, bột dinh dưỡng, thanh yến mạch vào một nhóm. Những thứ này nghe và trông thật nhàm chán, nên người ta cần một giải pháp là bơm vào thật nhiều đường. Nhóm còn lại thì rất thú vị. Nôm na là đồ ăn tối cho bữa sáng. Chà, để minh họa cho cái thể loại này, tôi sẽ lấy thực đơn của ISOP. Bạn có biết về ISOP chưa? International House of Pancake, tạm dịch là nhà bánh kép quốc tế chăng? Thế nhưng mà đại loại
là ở ISOP, rất nổi tiếng ở Mỹ. Mọi người có thể ăn sáng với trứng và 3 món thịt heo cùng với khoai tây chiên và tráng miệng với một món gọi là bánh mì nướng nhồi kiểu Pháp, trông giống như là bánh sinh nhật. Nói cho công bằng thì bữa sáng với đồ nguội làm từ thịt lợn vốn chịu ảnh hưởng từ truyền thống châu Âu. Bạn biết đấy, bữa sáng kiểu Anh truyền thống ấy mà. Chỉ khác là phiên bản công nghiệp kiểu Mỹ đã quyết định rằng một số thành phần dinh dưỡng là không cần thiết. Ví dụ như là đậu này, cà chua này, nấm nữa này. Vào những năm 1920, ngành công nghiệp thịt chế biến muốn tăng doanh số. Để làm được điều đó, họ đã cầu viện gã này, Edward Bernays, người tình cờ là cháu của Sigmund Freud. Freud thì cũng không có gì là ghê gớm cả, chỉ là một cái tên vĩ đại của ngành tâm lý học. Ông là một trong những chuyên gia đầu tiên tranh luận rằng hầu hết các quyết định của con người là vô thức và thiếu lý trí, rằng sự bất an của người tiêu dùng sẽ khiến cho họ làm quá mọi việc và chi tiêu vượt mức cần thiết, rằng con người chẳng khác nào động vật là bao và rất dễ dàng bị chi phối, đặc biệt là khi bị hùa theo đám đông. Trong khi người tiền bối Freud chính là cha đẻ của ngành phân tâm học, thì Edward Bernays được mệnh danh là bố của tuyên truyền, ông tổ của ngành PR. Ngoài lề một chút, thì Bernays chính là người đã thay đổi bộ mặt của ngành công nghiệp thuốc lá với công chúng. Trước kia, phụ nữ hút thuốc bị coi là xấu, và Bernays tin rằng để bán được hàng thì phải biến phụ nữ hút thuốc thành một hình ảnh tích cực và được xã hội chấp nhận. Ông ta đã cho một nhóm phụ nữ đi tuần hành, vào thời điểm thích hợp, họ dừng lại cùng bật lửa và hút thuốc trên đường phố, muốn nhấp ảnh gia được thuê để chụp lại những khoảnh khắc đó và đăng lên hàng loạt tờ báo lớn. Vậy là công thức hút thuốc bằng tự chủ ra đời. Kết quả là phụ nữ cũng bắt đầu hút thuốc để cho nó bình đẳng và có tỷ lệ bị ung thư phổi cao bằng đàn ông chăng? Thôi, nói chung là quay trở lại câu chuyện chính. Một khách hàng khác của Bernays là Beach Nut, chuyên kinh doanh thịt sông khói. Bernays chỉ đạo bác sĩ nội bộ của công ty gửi đi 5.000 khảo sát cho các bác sĩ khác với nội dung là theo họ thì bữa sáng xôi thịt và bữa sáng nhẹ nhàng, cái nào có lợi cho sức khỏe hơn? Kết quả là 4.500 bác sĩ nói rằng có thịt thì vẫn tốt hơn chứ anh bạn. Bước tiếp theo, Bernays cho công bố phát hiện về bữa sáng hoành tráng với trứng rán và thịt sông khói trên các thể loại báo chí. Và ông ta đã thành công, một chiến dịch bán hàng được ngụy trang hoàn hảo dưới vỏ bọc của khoa học. Nhờ Bernays và chiến dịch tuyên truyền ồ ạt của ông ta, thì sông khói và trứng rán trở thành bữa ăn sáng tốt cho sức khỏe trong mắt nhiều người tiêu dùng, khiến ai nấy cũng đều tin rằng đã ăn sáng là phải ăn nhiều, ăn thật no. Vì sao à? Vì khoa học bảo thế. Vậy thì đâu là sự thật về bữa sáng? Thứ nhất, như chúng ta đã nói, bữa sáng không phải là một thứ gì đó bất biến. Ví dụ nếu bạn làm ca đêm, ban ngày thì bạn dành để ngủ trước khi mà đi làm. Vậy thì bạn sẽ ăn bữa sáng vào buổi chiều muộn, đúng không nào? Hơn nữa, khoảng thời gian từ lúc thức dậy đến lúc đói của mỗi người lại mỗi khác, mỗi ngày một khác. Chưa kể là mỗi cá nhân, mỗi vùng miền, mỗi quốc gia, nền văn hóa lại có bữa ăn sáng khác nhau. Cho nên, có lẽ không thể khẳng định 100% rằng chỉ vì bữa sáng là bữa ăn đầu tiên trong ngày mà nó trở thành bữa quan trọng nhất cho sức khỏe của bạn và là chìa khóa quyết định cho thành công của cả ngày hôm đó. Ngay cả quan niệm ngày ăn 3 bữa mà chúng ta tin tưởng 100% cũng đang dần lung lay, khi nhiều nghiên cứu mới chỉ ra rằng chưa chắc ăn đủ 3 bữa một ngày đã là tốt cho sức khỏe của chúng ta về lâu về dài. Một số nghiên cứu khuyên rằng chúng ta nên chia nhỏ ra nhiều bữa ăn trong ngày, thay vì nhồi nhét lượng thức ăn lớn vào buổi sáng, trưa hay là buổi tối. Vậy bài học ở đây là gì? Có hai điều bạn cần ghi nhớ. Thứ nhất là nếu bạn thích ăn sáng thì cứ ăn thôi. Còn nếu bạn không thích hay là không có điều kiện để ăn sáng thì cũng đừng quá lo, bạn vẫn sẽ ổn thôi. Thay vì cứ băn khoăn là bữa sáng có phải là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày hay không, bạn nên tự hỏi rằng chế độ ăn uống và dinh dưỡng nào là phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Đừng tin vào câu ngạn ngữ đã được trích dẫn N lần này. Ăn sáng như một vị vua, ăn trưa như một hoàng tử và ăn tối như là một kẻ hành khất. Đừng tin. Không nhất thiết phải làm theo đâu. Và bài học thứ hai còn giúp ích cho bạn nhiều hơn trong cuộc sống, đó là hãy nghĩ kỹ trước khi mua bất kỳ thứ gì. Chính Bernays đã tự gọi đế chế marketing của mình là một chính phủ vô hình được vận hành bởi những kẻ thông minh nhằm thao túng số đông ngu ngốc. Mọi người bán hàng đều được dạy rằng hãy đánh vào tử huyệt của khách hàng, thổi phồng chúng, làm chúng trở nên đáng sợ hơn. Lý do là vì người tiêu dùng chỉ mua sản phẩm khi mà tin rằng sản phẩm sẽ giải quyết được vấn đề gì đó. Cho nên là nếu muốn bán hàng nhiều hơn so với nhu cầu thực tế, thì các doanh nghiệp phải thuyết phục được rằng khách hàng luôn có vấn đề, dù thực ra chẳng có vấn đề gì cả. Và có lẽ là chẳng quan trọng khôn hay ngu, bất cứ khi nào bạn rút tiền ra thì bạn đã thành kẻ đần trong mắt của các chuyên gia marketing rồi đấy.